Theo thông tin ban đầu, vào đêm qua ngày 2 tháng 4, một đội lân sư rồng biểu diễn ở chùa Ông Bồn tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi biểu diễn xong, khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 4, đội được một người dân mang bánh mì từ thiện đến tặng ăn. Sau khi ăn xong, đến khoảng 10 giờ sáng nay, nhiều người có biểu hiện nôn ói, hoa mắt, chóng mặt. Hàng chục người sau đó đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để cấp cứu. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, có 47 ca nhập viện triệu chứng ban đầu ói, đau bụng, tiêu lỏng. Triệu chứng của đa số ca bệnh đều xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 giờ sau khi ăn bánh mì, bánh bao, được cấp phát từ thiện. Hiện 5 ca nhẹ cho xuất viện, 42 ca ổn định nằm điều trị theo dõi tiếp. Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra mẫu thức ăn để xác minh làm rõ và điều trị cho các bệnh nhân.